Chiều ngày 21 tháng 7, Ban kỷ luật VFF đã họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với các sự cố tại vòng 8 V-League 2022. Tâm điểm chú ý là sự cố trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ trận đấu giữa Hải Phòng, Thấp Bình Lên, Bình Định tối 19 tháng 7. Ban kỷ luật đã quyết định áp dụng khoảng 2 điều 67, quy định kỷ luật VFF phạt câu lạc bộ Hải Phòng 70 triệu đồng và phải thi đấu một trận trên sân nhà không có khán giả. Ông Trần Tiến Dũng, cổ động viên Hải Phòng, người đã xuống sân có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt và xúc phạm trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, bị cấm đến sân 36 tháng, dự kháng tất cả các trận. Giải đấu do VFF quản lý tổ chức. Trước đó, ngày 19 tháng 7, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã diễn ra trận đấu giữa Hải Phòng, Thấp Bình Lên, Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Hoàng Ngọc Hà, bị ông Trần Tiến Dũng chạy đến bóp cổ, chửi bới và nhổ nước bọt vào mặt tình huống bất ngờ khiến ông hà và rất nhiều thành viên có mặt trên sân lạch tray choáng váng ngay sau sự việc ông hà và giám sát trận đấu đã có báo cáo chi tiết gửi ban tổ chức giải đồng thời đề nghị có hình thức xử lý thích đáng